35.000 quân nhân Mỹ có thể phải giải ngũ vì không chịu tiêm vaccine. Nga cảnh báo nguy cơ IS và Caliphate 2.0 hồi sinh. Chạy đua với Mỹ, Trung Quốc tăng tốc lập trạm nghiên cứu trên mặt trăng. Italy giải cứu gần 560 người di cư trên biển, có nhiều trẻ em. Doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc gặp khó khăn tại thị trường của nhau. Video cảnh sát bắt 4 người vi phạm kiểm dịch diễu phố ở Trung Quốc, nặng tay chưa từng có. Bộ Công an nói gì về chiếc iPad quan trọng của ông Nguyễn Đức Trung? Tắc cửa khẩu Vít Thái, Thanh Long tràn về Hà Nội, giá rẻ nên nhiều người tranh nhau mua. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Còn bây giờ là nội dung chi tiết của điểm tin tối ngày 30 tháng 12 của DKN TV. Kính thưa quý vị, đến nay đã có 169 lính thủy quân lục chiến Mỹ bị cho giải ngũ vì không tiêm vaccine. Hình phạt tương tự có thể xảy đến với khoảng 35.000 thành viên chưa tiêm ngừa của lục quân, thủy quân lục chiến, không quân và hải quân. Theo đài Fox News, ngày 29 tháng 12, thủy quân lục chiến và lực lượng có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất, khoảng 95% so với tỷ lệ trung bình là 96-98% của các lực lượng khác trong quân đội Mỹ. Tính đến cuối tháng 12, 2021, khoảng 35.000 thành viên của lục quân, thủy quân lục chiến, không quân và hải quân của Mỹ vẫn chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Lực lượng thủy quân lục chiến cho quân nhân đăng ký xin không tiêm vì lý do tôn giáo, nhưng đến nay, theo người phát ngôn Dan Brook của đơn vị này, 3.080 đơn trong số 3.192 đơn đã được xử lý và không có đơn nào được chấp thuận. Trước đây, lý do tôn giáo cũng chưa từng được chấp thuận để miễn tiêm bất kỳ vaccine nào. Theo đài phát thanh quốc tế NPR của Mỹ, vào tuần trước Giáng sinh, các lãnh đạo quân đội Mỹ cảnh báo quân nhân nào chưa tiêm vaccine sẽ phải chịu hậu quả, bao gồm giải ngũ. Quân đội Mỹ cũng có hướng dẫn cho chỉ huy các đơn vị về việc xử lý riêng các quân nhân không tiêm và họ sẽ được giải ngũ trong danh dự. Nhiều người lo ngại việc cho giải ngũ hàng nghìn quân nhân trong vài tuần hoặc vài tháng tới sẽ làm giảm quy mô của quân đội. Nhưng Lầu Năm Góc kiên quyết rằng quân lệnh như sơn. Thưa quý vị, Điện Kremlin đánh giá mối đe dọa khủng bố từ các khu vực bất ổn như Trung Đông, Afghanistan và Châu Phi vẫn là nguy cơ lớn đối với an ninh của Nga. Phát biểu với hãng thông tấn RIA Novosti ngày 29 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Sidorov-Molotov cho biết tình hình chống khủng bố vẫn rất căng thẳng. Tại Syria và Iraq, cuộc chiến chống khủng bố còn gặp khó khăn bởi các nhóm cực đoan đang chiếm giữ vùng leo thang Ori, cùng với sự hiện diện của các phần tử nhà nước Hồi giáo IS và Al-Qaeda. Quan chức này nói thêm rằng, tại Châu Phi, đặc biệt ở vùng Sahara Sahel, Bộ Ngoại giao Nga cơ bản quan sát thấy sự tồn tại của các điều kiện tiên quyết để nhà nước Caliphate 2.0 hồi sinh ở đó. Thứ trưởng Sidorov-Molotov khẳng định Moscow đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Afghanistan, nơi có nhiều mối đe dọa khủng bố từ IS và những phần tử khủng bố Al-Qaeda chuyển đến định cư sau khi Kabul rơi vào tay Taliban hồi tháng 8. Ông cảnh báo điều này gây ra rủi ro an ninh cho Nga và các quốc gia Trung Á. IS, Al-Qaeda và Taliban đều bị Moscow coi là các tổ chức khủng bố. Trước đó hồi tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố chiến dịch quân sự mang tên Barkhane do Pháp dẫn đầu chống các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Mali sẽ kết thúc vào đầu năm 2022. Đáp lại, Thủ tướng Mali Choko Kokalamaiga cáo buộc Paris đã bỏ rơi quốc gia châu Phi này nhằm phản đối việc Bamako có ý định thuê lính đánh thuê từ tập đoàn Wagner của Nga. Bộ trưởng Nga Sergei Lavrov của Nga tiết lộ rằng nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Joseph Borrell đã cảnh báo ông nên tránh xa châu Phi và gọi lục địa này là địa bàn của châu Âu. Quan chức Nga nhấn mạnh điều quan trọng là Moscow và châu Âu phải nỗ lực giúp đỡ khu Sahel thay vì tranh giành ảnh hưởng tại đây. Thưa quý vị, Trung Quốc đang tăng tốc để thiết lập một cơ sở nghiên cứu trên mặt trăng sớm hơn 8 năm so với dự kiến, động thái mới nhất trong cuộc chạy đua không gian ngày càng quyết liệt với Mỹ. SCMP đưa tin, giới chức Trung Quốc hồi đầu tuần này đã thông báo với giới truyền thông về mục tiêu thiết lập một trạm nghiên cứu trên mặt trăng hiện đang được hợp tác xây dựng với Nga vào khoảng năm 2017, sớm hơn 8 năm so với kế hoạch trước đó. Mục tiêu của tàu đổ bộ hàng Nga 8 ban đầu nhằm mục đích thực hiện các thí nghiệm khoa học như in 3D bụi mặt trăng, dự kiến có thể diễn ra trong vài năm tới, tiếp nối sau hai vụ phóng nữa. Nhưng ông Hu Yan Hứa, Phó Giám đốc Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, công việc mới của tàu hàng Nga 8 là đặt một trạm nghiên cứu không người lái trên bề mặt của mặt trăng,
Trước đó, kế hoạch được dự kiến triển khai vào năm 2035. Ông Wu không nói chi tiết về lý do của sự thay đổi kế hoạch, nhưng nhấn mạnh rằng mục đích của sứ mệnh nhằm xây dựng một nền tảng vững chắc cho việc sử dụng hòa bình các nguồn tài nguyên trên mặt trăng. Chính phủ Mỹ và NASA đã đề xuất Hiệp định Artemis để thiết lập các quy tắc cho các hoạt động trên mặt trăng trong tương lai. Hiệp định này cho phép chính phủ hoặc các công ty tư nhân bảo vệ các cơ sở hoặc di sản của họ bằng cách thiết lập các khu vực an toàn trên mặt trăng. Tính đến tháng 10, 2021, đã có 13 nước ký kết hiệp định này. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga phản đối hiệp định trên vì cho rằng nó đi ngược lại các hiệp ước quốc tế hiện có, bao gồm thỏa thuận về mặt trăng của Liên Hợp Quốc, trong đó quy định rằng mặt trăng thuộc về toàn thể loài người, không phải của bất kỳ một bên nào. Kính thưa quý vị, ngày 29 tháng 12, Bộ Nội vụ Italy đã cho phép tàu Gibraltar của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, MSF, chở 558 người di cư nhập cảng Augusta, vùng Sicilia sau gần 2 tuần lênh đênh trên biển. Truyền thông Italy cho biết, trong số những người di cư này có 174 trẻ vị thành niên, đa phần 143 em không có người thân đi cùng. Sau khi được xét nghiệm COVID, tất cả các em đã được chuyển đến các trung tâm tiếp nhận người di cư. Những người còn lại được chuyển sang tàu cách ly. Phần lớn những người này đến từ các quốc gia như Sudan, Nigeria, Eritrea, Ai Cập, Côte d'Ivoire. Trước đó, ngày 28 tháng 12, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio và Tổng thống Tunisia Kais Saied đã hối thúc cộng đồng quốc tế hỗ trợ giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng nhập cư bất hợp pháp và vấn nạn chống buôn người ở cả hai bờ Địa Trung Hải. Số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy kể từ đầu năm đến nay đã có khoảng 114.584 người di cư tới Italy, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Cyprus và Malta, cao hơn gấp đôi so với con số 59.031 người của năm 2020. Số người di cư thiệt mạng hoặc mất tích trên biển lên tới khoảng 1.839 người. Kính thưa quý vị, tờ Wall Street Journal cảnh báo các công ty Mỹ có nguy cơ phải cắt giảm đầu tư vào Trung Quốc và thậm chí có thể mất hoàn toàn thị trường này. Tờ báo cho rằng, việc nhà bán lẻ Walmart của Mỹ bị tẩy chay ở Trung Quốc có thể trở thành tín hiệu cho những hành động tương tự đối với các doanh nghiệp khác của Mỹ. WFSC dẫn lời các nhà phân tích kết luận rằng các công ty Mỹ hiện nay đang lâm vào tình thế khó khăn. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn không chỉ vì các lý do phi thương mại mà còn do nhu cầu bị giảm mạnh, lạm phát và các biện pháp mạnh tay để chống lại làn sóng bùng phát mới của dịch COVID. Nếu tình hình không thay đổi, các công ty Mỹ sẽ buộc phải tìm hướng phát triển khác. Trong khi đó, chính phủ Mỹ ngày 16 tháng 12 đã áp đặt các hạn chế về đầu tư và xuất khẩu đối với một loạt các công ty của Trung Quốc, trong đó có nhà sản xuất thiết bị bay không người lái DJI, với lý do các công ty này có quan hệ với quân đội nước này. Theo đó, công dân Mỹ không được mua hoặc bán một lượng nhất định chứng khoán giao dịch công khai của những công ty trong danh sách hạn chế đầu tư. Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ còn đưa 10 viện nghiên cứu của Trung Quốc vào danh sách đen thương mại bị hạn chế tiếp cận hàng xuất khẩu của Mỹ. Bộ trên cũng bổ sung các công ty SMN International, trước đây là công ty Huawei, cùng các công ty như Jiangsu Hengtong, Optic Electric, Shanghai Oxy, Control Technology và công ty cắp tàu ngầm công nghệ Trung Thiên vào danh sách bị cáo buộc tìm cách có được công nghệ của Mỹ. Kính thưa quý vị, vụ việc cảnh sát chống bạo động có vũ trang ở tỉnh Quảng Tây bắt 4 người vi phạm kiểm dịch diễu phố khiến dư luận bức xúc vì cách xử lý quá nặng tay. Hôm 28 tháng 12, 4 nghi phạm trong bộ đồ bảo hộ bị cảnh sát có vũ trang đem diễu phố ở thành phố Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Mỗi nghi phạm phải đeo một tấm biển có dán ảnh và ghi tên tuổi của họ. Việc diễu phố nghi phạm được cảnh sát thực hiện công khai trước mặt đám đông như một biện pháp làm gương. Hồi tháng 8, chính quyền Tịnh Tây đã tuyên bố có thể đưa một số người vi phạm kiểm dịch COVID diễu phố như một biện pháp trừng phạt. Việc cảnh sát có vũ trang áp giải người vi phạm kiểm dịch đem diễu phố được cho là chưa từng xảy ra ở Trung Quốc, ngay cả trong thời điểm nước này ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm virus mỗi ngày. Theo Quảng Xin News, vụ 4 nghi phạm ở Tĩnh Tây bị diễu phố là lời cảnh báo thực tế cho công chúng và nhằm răn đe tội phạm biên giới. Quảng Xin News tiết lộ 4 nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ khi đang đưa người vượt biên trái phép. Tuy nhiên, nhiều kênh truyền thông khác ở Trung Quốc cho rằng việc đem người diễu phố là cách trừng phạt nặng tay không cần thiết. Nhà bình luận Huấn Xeo Căng nói với The Epoch Times rằng đây là một sự sỉ nhục đối với loài người. Ngay cả khi những người kia phạm tội, thì điều đó cũng không nên xảy ra. Đại lục đã trở lại thời cách mạng văn hóa. Cách mạng văn hóa đánh dấu đỉnh điểm của việc tiêu diệt giai cấp do Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành trong suốt những năm 1960. Những người sống sót trong tất cả các phong trào chính trị trước đó đã bị mê hoặc bởi sự sùng bái cá nhân của Mao, đã được xóa bỏ mọi hạn chế, có thể giết người và tìm cách trả thù mà không bị trừng phạt. Thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, những cuộc tụ tập lớn quần chúng được tổ chức để lên án những người
bị xem là trí thức tư sản và những kẻ thuần phục tư bản hay những phần tử xấu. Những người bị lên án bị bắt phải đeo trước ngực những tấm biển có viết tên họ bị gạch bỏ và phải đi diễu hành trên phố, đầu cúi gằm, tay chấp sau lưng, trong khi những người xung quanh hô khẩu hiệu và họ bị chịu những hành động hạ nhân phẩm. Nhiều người bị hạ nhục đã tự sát. Thành phố Tịnh Tây đang chịu áp lực lớn khi ngăn chặn các ca COVID từ nước ngoài. Nhưng diễu phố là biện pháp trừng phạt vi phạm nghiêm trọng tinh thần, thượng tôn pháp luật và không thể xảy ra thêm lần nữa. Tờ Bảy Trinh News bình luận. Theo cổng thông tin chính quyền Quảng Tây, những nghi phạm bị cáo buộc tội buôn lậu và buôn người bất hợp pháp đã bị diễu phố trong vài tháng gần đây. Chuyển sang phần tin trong nước, Thái Bình triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 8.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, trưa 30 tháng 12, xác nhận với báo Lao động, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết, ngày 28 tháng 12, Công an thành phố Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc qua mạng lưới hình thức cá độ bóng đá siêu khủng. Theo hồ sơ ban đầu, Công an thành phố Thái Bình đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Đoàn, 33 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình và Lại Đăng Thắng, 34 tuổi, trú tại thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, có móc nối với các đối tượng ở tỉnh Nam Định và một số địa phương khác với quy mô đặc biệt lớn. Quá trình xác minh, ban chuyên án nhận định đối tượng cầm đầu đường dây là người ở tỉnh Nam Định. Hơn nữa, đối tượng cầm đầu rất manh động, có sử dụng vũ khí nóng và thường xuyên mang theo trên người. Ngày 25 tháng 12, Công an thành phố Thái Bình đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ, chia thành 16 tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, đồng thời triệu tập hàng loạt đối tượng. Thời điểm khám xét, công an thu giữ 7 xe ô tô các loại, 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động các loại và 8 thiết bị phát wifi, 3 két sắt, 1 khẩu súng săn, 20 đao kiếm các loại. Kết quả đấu tranh xác định, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Tiến, biệt hiệu là Thắng Sơn, 50 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Tiến là giám đốc 3 công ty gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Thắng, Công ty cổ phần MD Quốc tế và Công ty taxi Hoàng Sa. Núp bóng doanh nghiệp, Tiến tổ chức điều hành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh. Được biết đường dây bóng đá do Tiến cầm đầu hoạt động từ tháng 9 2019 đến nay với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến 8.400 tỷ đồng. Bộ Công an nói gì về chiếc iPad quan trọng của ông Nguyễn Đức Trung? Thưa quý vị, sáng 30 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phần tranh luận trong ngày làm việc thứ tư, xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Trung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cùng 6 bị cáo khác ở vụ án thao túng cho công ty Nhật Cường trúng thầu xảy ra năm 2016. Liên quan đến chiếc iPad của ông Nguyễn Đức Trung có cài đặt email trunghinhsu@gmail.com, được coi là vật chứng quan trọng mà luật sư của bị cáo Trung giao nộp tại tòa. Chủ tọa Vũ Quang Huy cho biết, sau khi tiếp nhận niêm phong chiếc iPad, tòa án đã chuyển cho Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hà Nội để làm thủ tục xem xét theo trình tự tố tụng hình sự. Trước đó, bị cáo Nguyễn Đức Trung nhiều lần khẳng định không đọc email của Bùi Quang Huy, cựu tổng giám đốc công ty Nhật Cường, để tác động can thiệp hay giúp công ty Nhật Cường tham gia thí điểm và trúng hai gói thầu dự án số hóa tại Sở Khoa học Đầu tư Hà Nội, mà mong hội đồng xét xử tiếp nhận chiếc iPad có chứa email trung hình sự @gmail để cơ quan điều tra của Bộ Công an trưng cầu giám định. Theo chủ tọa Vũ Quang Huy, A05 cho biết, theo chính sách bảo mật của Google, khi xem xét các hoạt động liên quan đến bảo mật thì chỉ xem xét được trong thời hạn 28 ngày gần nhất, bao gồm cả hoạt động truy cập và đăng nhập vào tài khoản email, nên không thể xác minh được lịch sử truy cập email quá 28 ngày. Việc truy cập email không nhất thiết phải sử dụng máy iPad trên, mà sử dụng bằng các phương tiện, thiết bị khác như máy tính, điện thoại có kết nối Internet. Trường hợp có mật khẩu để truy cập vào email cũng không có căn cứ để xác định đã đọc hay chưa đọc email. Chủ tọa Vũ Quang Huy thông báo về kết quả xem xét chiếc iPad của A05. Theo cáo trạng, Bùi Quang Huy đã hai lần gửi email cho ông Nguyễn Đức Trung qua địa chỉ trunghinhsu@gmail, đề xuất cho dừng tất cả các gói thầu số hóa của thành phố để giao cho công ty Nhật Cường thực hiện. Sau đó, ông Nguyễn Đức Trung đã yêu cầu lãnh đạo Sở Khoa học Đầu tư dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016 trái quy định pháp luật để tạo điều kiện cho liên doanh Nhật Cường, Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực đấu thầu và trúng thầu. Từ đó, công ty Nhật Cường được hưởng lợi bất chính hơn 26 tỷ đồng. Đà Nẵng, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục ở mức cao. Kính thưa quý vị, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2021 do Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức hôm nay, 30 tháng 12, ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng cho hay,
Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2021 ước tăng 0,18% so với năm 2020. Nhìn chung, mức độ phục hồi kinh tế của thành phố Đà Nẵng còn rất chậm do phải đối mặt với làn sóng dịch COVID từ tháng 5 2021 với tính phức hợp cao của hai đợt dịch trước. Trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế thành phố Đà Nẵng có dấu hiệu phục hồi khá tốt, đã thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020 với mức tăng 5,09% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 0,945% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, làn sóng dịch lần thứ tư quay lại, thành phố Đà Nẵng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kinh tế tháng 6 cuối năm giảm 4,4% so với cùng kỳ. Đặc biệt, nền kinh tế thành phố Đà Nẵng gần như đóng băng trong quý 3 2021 do phải thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ trên hầu khắp các xã phường. Tăng trưởng kinh tế quý 3 giảm sâu, âm 10,17%, ông Vũ nói. Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục ở mức cao. Cũng theo ông Vũ, với tốc độ tăng 0,18% năm 2021, thành phố Đà Nẵng là một trong số 54 địa phương trên cả nước có mức tăng trưởng dương. Xét theo 5 tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trong miền Trung, thành phố Đà Nẵng là địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp nhất. Hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, nhiều lao động bị mất việc làm hoặc phải nghỉ, giãn việc, tỷ lệ thất nghiệp tại Đà Nẵng tiếp tục ở mức cao. Theo kết quả điều tra, tỷ lệ thất nghiệp ở lực lượng lao động trong độ tuổi từ năm 2021 sơ bộ là 8,76%, thấp hơn tỷ lệ 9,41% của năm 2020, song còn rất cao so với nhiều tỉnh thành trên cả nước. GRDP bình quân đầu người tính theo giá trị hiện hành năm 2021 ước đạt 87,87 triệu đồng, tương đương 3.753 USD. Tính theo giá so sánh 2010, GRDP bình quân đầu người năm 2021 giảm 2% so với 2020. Tốc độ phát triển dân số trung bình cao hơn tốc độ tăng GRDP, vì vậy năm 2021 là năm thứ hai từ khi xảy ra đại dịch COVID. GRDP bình quân đầu người của Đà Nẵng có xu hướng giảm. Tắc cửa khẩu, mít Thái, thanh long tràn về Hà Nội, giá rẻ nên nhiều người tranh nhau mua. Thưa quý vị, những ngày qua, việc Trung Quốc siết chặt biên giới để phòng chống dịch COVID đã khiến hàng nghìn xe vận chuyển nông sản bị ùn ứ tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Để gỡ gạc vốn liếng khi không xuất khẩu được, các nhà xe đã đưa hàng chục tấn nông sản về Hà Nội bán, trong đó có mít giá là 10.000 đến 12.000 đồng 1 kg, thanh long 13 đến 16.000 đồng 1 kg, dưa hấu 10 đến 12.000 đồng 1 kg. Ghi nhận của báo Dân Việt ngày 30 tháng 12, tại các tuyến phố như Lê Đức Thọ, Giải Phóng, Nguyễn Xiển, mít Thái, thanh long, dưa hấu được bày bán tràn vỉa hè với giá rẻ. Trên phố Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, anh Vũ Duy Long, Hưng Yên đánh hẳn cả container chở mít Thái để bán. Do giá rẻ nên chỉ trong một buổi sáng anh đã bán được hàng tấn mít. Anh Long cho biết mít chở từ Tiền Giang ra cửa khẩu Tân Thanh để xuất sang Trung Quốc, tuy nhiên gần một tháng nay đã phải nằm chết ở cửa khẩu. Mấy hôm trước, thương lái đánh điện bảo quay đầu xe đưa hàng về Hà Nội tiêu thụ, may ra thì gỡ được tiền cước xe. Nằm ở cửa khẩu gần một tháng trời không được thông quan, trong khi mít không thể để lâu được nên đành phải đưa về đây bán với giá rẻ bạt, với hy vọng gỡ gạc được đồng nào hay đồng đó, chứ còn hơn là nằm chờ ở cửa khẩu, không biết khi nào mới đi được, anh Long chia sẻ với Dân Việt. Theo anh Long, một quả mít Thái nặng 6-7 kg trước có giá lên tới 200-300.000 đồng tùy thời điểm, nhưng hiện nay anh phải chấp nhận bán với giá 10.000 đồng kg. Chia sẻ với báo Dân Việt, anh Long nói, cũng may là nhiều người mua giúp nên sáng nay đã bán được hơn 2 tấn. Trên phố Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, chị Hoàng Thị Hà, tiểu thương cho hay, loại mít Thái chị đang bán là mít được vận chuyển từ tỉnh Tiền Giang ra. Hơn một tháng qua, do nông sản không thể xuất sang Trung Quốc nên chị đã phải bán mít tại vỉa hè như hiện tại. Chị Trần Hồng Quế, quận Cầu Giấy nói, mình cùng chồng đến điểm bán mít ủng hộ nông sản giúp bà con miền Tây, vì mình hiểu hoàn cảnh người nông dân đang rất khó khăn. Mua xong mình nhắn ngay lên mạng xã hội để mọi người đến ủng hộ nhiều hơn nữa. Không chỉ mít Thái bán với giá rẻ, thanh long, dưa hấu cũng chung hoàn cảnh. Hiện trên các diễn đàn mạng xã hội có nhiều bài viết kêu gọi mua thanh long và hàng tắc biên không xuất khẩu sang Trung Quốc. Bày bán thanh long trên phố Giải Phóng, quận Hoàng Mai, anh Phạm Mạnh Tuyền cho hay, thanh long ruột đỏ đang được giao bán theo thùng và bán lẻ theo kg. Theo đó mỗi thùng khoảng 7-8 cân với giá từ 100.000 đến 130.000 đồng một thùng. Tính ra là 13.000 đồng đến 16.000 đồng 1 kg, rẻ hơn giá thị trường rất nhiều. Nói với Dân Việt, chị Nguyễn Thị Minh, chủ một cơ sở kinh doanh hoa quả trên phố Giải Phóng cho biết, có container chở thanh long xả hàng ở thành phố Ninh Bình bán với giá 70.000 đồng một thùng 20 cân, nghĩa là chỉ 3.500 đồng 1 kg. Chị Minh cho biết thêm, trong khoảng một tuần nay, chị đã bán ra thị trường khoảng hơn 1 tấn thanh long tắc cửa khẩu phải quay đầu. Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo, trong quý 1 2022, sản lượng trái cây chính ở các tỉnh thành phía Nam khoảng 1,6 triệu tấn, trong đó thanh long khoảng 297.000 tấn, chuối 250.000 tấn, xoài 244.000 tấn,
mít 159.000 tấn, bưởi 144.000 tấn, cam 132.000 tấn và dứa khoảng 127.000 tấn. Tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp ngày 29 tháng 12, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, tính đến thời điểm ngày 26 tháng 12, có khoảng hơn 5.000 xe container hàng hóa xuất khẩu đang ùn tắc tại các khu vực cửa khẩu các tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh. Thưa quý vị, mục điểm tin tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.